Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh mạnh sắp tăng cường xuống nước ta từ ngày 27 tháng 12. Riêng từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 12, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm rét hại. Dự báo kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ mưa rét. Theo đó, từ đêm ngày 27 đến ngày 30 tháng 12, vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 12, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Riêng từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 12, có mưa vừa, cục bộ có mưa to, phía Bắc trời rét. Thủ đô Hà Nội từ ngày 28 tháng 12, nền nhiệt bắt đầu giảm sâu, trời nhiều mây, âm u, nhiệt độ trong ngày dao động từ 16 đến 18 độ. Sang ngày 29 tháng 12, nền nhiệt tiếp tục giảm còn từ 13 đến 15 độ. Cơ quan khí tượng dự báo, thời kỳ cuối tháng 12 và tháng 1 năm 2023 sẽ là cao điểm của mùa đông năm nay. Nhiều đợt rét đậm rét hại có thể xảy ra vào thời kỳ này.